Em xin chào các anh các chị nha. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay mời các anh chị ăn cơm cùng với em nha. Hôm nay em có cái món như thế là trâu gác bếp. Đây là món trâu gác bếp của Sơn La, ăn rất là ngon các anh chị ạ. Đây, đây miếng thịt trâu ngon không? Đấy, các anh chị nhìn thấy không? Đây là trâu gác bếp. Đấy, mà uống mà lại rượu ba kích thước hoài. Đấy, một vùng đặc sản của Quảng Ninh, và đây là đặc sản của như thế nào vùng núi. Đấy, ăn rất là ngon các anh chị ạ. Thôi em mời các anh chị uống rượu với em. Đấy, thế thì cái rượu ba kích thì cũng không phải giới thiệu nhiều, các anh các chị cũng biết rồi, đây là một loại thảo dược thiên nhiên. Đấy, hỗ trợ được cho tất cả các anh yếu sinh lý, tăng cường sinh lực. Đấy, anh nào mà chưa ra đến chợ mà đã mua hết tiền thì muốn có được sức khỏe như thế thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé, bên dưới em sẽ gọi điện lại và tư vấn cho. Và thứ hai nữa là em cũng đang cần tìm các đối tác nhà hàng, khách sạn hoặc là tổ chức tiệc cưới. Đấy, các anh chị nào có nhu cầu cứ để số điện thoại lại, em sẽ gọi lại và tư vấn cho các anh chị làm như thế nào phù hợp nhất nhé. Chất lượng thì các anh chị yên tâm, về dòng rượu ba kích thức hoài đặc sản Quảng Ninh, tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP. Đấy, thì thôi thì em cứ mời các anh chị uống chén rượu với em nhé. Rất là ngon nha các anh chị nhá. Này, được cái mồi ngon này này nữa này, tuyệt vời này. Nhấm nháp tí các anh chị nhỉ. Thôi em xin chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhá. Rồi em xin chào.